Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, từ 21 tháng 5, theo Thông tư 15 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 58 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định quy trình cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô, công an xã, phường, thị trấn đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện cho cá nhân tổ chức. Để công an cấp xã được trao quyền như đã nêu ở trên, địa phương có phải đáp ứng đủ điều kiện. Trong 3 năm liền kề gần nhất, địa phương có đủ số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện trở lên trong một năm, thì công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe gắn máy. Người dân có thể thực hiện theo quy trình thủ tục các bước đăng ký bấm biển số xe máy tại công an xã. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 sẽ được triển khai sâu rộng trên khắp địa bàn huyện với các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 có trọng tâm trọng điểm hướng về cơ sở doanh nghiệp, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo quyền lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Các hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch COVID-19. Qua tháng công nhân năm nay sẽ khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong đi đầu của đội ngũ công nhân viên chức lao động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện. Đặc biệt nâng cao nhận thức của các cấp ngành, người sử dụng lao động về vị trí vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn theo tinh thần nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Theo chỉ đạo của huyện, trong tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022, các ngành chức năng sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động ở một số ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, như hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện điều kiện lao động, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Cùng với đó là tăng cường hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, chăm lo đời sống, việc làm, lương thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động, tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, tuyên dương công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo, tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 4 năm 2022, trên địa bàn xã Sài Sơn đã phát sinh 4 trường hợp vi phạm đất đai. Ngay khi phát hiện vi phạm mới, địa phương đã tập trung xử lý theo đúng trình tự pháp luật. Tính đến ngày 26 tháng 4, Ủy ban nhân dân xã đã xử lý xong 3 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, gồm hộ ông Nguyễn Văn Hội, xóm 8, thôn Phúc Đức, vi phạm lắp đặt nhà xưởng với diện tích 287m2. Hộ ông Nguyễn Văn Quân, thôn Đa Phúc, vi phạm xây nhà cấp 4 với diện tích 30m2. Hộ ông Phan Viết Vinh, thôn Đa Phúc, vi phạm móng với diện tích 35m2. Còn lại một công trình là vi phạm tại khu vực bãi thôn Đa Phúc đang xây thân nhà cấp 4 trên đất nông nghiệp với diện tích 28m2. Tuy nhiên do chưa xác định được chủ sử dụng đất vì thửa đất đã chuyển nhượng qua 3 chủ, Ủy ban nhân dân xã tiến hành lập biên bản thu giữ phương tiện thi công và ban hành quyết định cưỡng chế. Dự kiến sẽ xử lý công trình vi phạm xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2022. Việc xử lý vi phạm đất đai thể hiện sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban nhân dân xã Sài Sơn đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu nhân dân địa phương cần tuân thủ pháp luật, nâng cao ý thức trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý đất đai. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn đáp ứng nhu cầu thực phẩm an toàn, chàng trai trẻ 9X Phạm Tiến Đạt ở quận Hà Đông đã chọn mảnh đất Quốc Oai để khởi nghiệp trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh. Mô hình mới đi vào hoạt động được hơn một năm nay, bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan, mở ra một hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao trên địa bàn. Ngày nay, nhu cầu sử dụng rau sạch an toàn của người dân là rất lớn. Trước quá nhiều thông tin về rau không an toàn, lạm dụng hóa chất tăng trưởng, thuốc kích thích, anh Đạt cảm thấy vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bản thân, gia đình và người tiêu dùng. Vì vậy, Đạt mày mò tìm hiểu, nhận thấy trên địa bàn huyện Quốc Oai chưa có mô hình trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh trong nhà lưới,
nên anh quyết định khởi nghiệp đầu tư. Được sự đồng ý của cấp ủy chính quyền và sự ủng hộ của bà con địa phương, anh thuê đất nông nghiệp của các hộ dân thôn 6 xã Cộng Hòa với diện tích gần 3.000 m2 để thực hiện mô hình. Vào tháng 4 năm ngoái thì đợt thời điểm Covid cũng đang căng ấy, thì ở nhà thì em cũng nảy sinh ra một ý tưởng là sẽ làm một cái vườn rau sạch, thứ nhất là cung cấp cho nhà mình, thứ hai là sẽ mở rộng để phát triển để cung cấp cho cả xã hội. Thì vì cái nhu cầu của rau sạch thì thời điểm nào và cũng là rất là quan trọng, và mọi người thì bây giờ dân trí rất là cao nên là về việc các nguồn rau xuất xứ rõ ràng và càng sạch thì họ sẽ càng tức là sẽ càng chuộng hơn. Thì em đã quyết định là đi tìm và về đến đây để đầu tư một trang trại, và với sự giúp đỡ của xã thì em đã thuê được đất của dân và thực hiện cái ý tưởng là làm cái nhà màng trồng rau thủy canh của mình. Mà qua một năm hoạt động thì hệ thống thì đang dần dần ổn định và phát triển hơn. Em có cái nguồn ra đăng cấp cho các siêu thị và một số nhà hàng ở trên Hà Nội. Anh Đạt lên mạng Internet, đọc sách báo, xem TV để tìm hiểu về kỹ thuật công nghệ trồng rau thủy canh. Cùng với đó, anh còn đi đến các mô hình trồng rau theo phương pháp này để học hỏi kinh nghiệm từ các chủ vườn. Dám nghĩ, dám làm, anh Đạt đã mạnh dạn đầu tư mua trang thiết bị để bắt tay vào thực hiện kế hoạch với kinh phí đầu tư ban đầu khoảng hơn 1 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống trồng rau khép kín với nhà màng, lưới, hệ thống máng trồng cây, bồn chứa dinh dưỡng, ứng dụng hệ thống thủy canh hồi lưu và làm nhà khung, lắp đặt hệ thống giàn tưới tự động. Đồng thời thuê hai kỹ sư nông nghiệp có tay nghề cao để hỗ trợ anh cách trồng và chăm sóc rau. Sản xuất rau thủy canh trong nhà lưới có khá nhiều ưu điểm. Các khâu gieo trồng đều được trang bị hệ thống tự động nên giảm được nhân công. Rau được trồng trong môi trường nhà khung màng lưới che chắn, hạn chế được sự lây lan của sâu bệnh. Do đó không phải sử dụng các loại thuốc trừ sâu và chất bảo quản thực vật, rau phát triển nhanh và cho năng suất cao gấp 2 lần so với sản xuất theo phương pháp truyền thống. Để rau sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo sản lượng, chất lượng sản phẩm và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, anh Đạt áp dụng quy trình vun bón, chăm sóc theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại rau. Nhờ đó, anh đã xây dựng mô hình trồng khép kín từ khâu ươm giống đến trồng, điều chế, tưới nước, cung cấp dinh dưỡng cho rau. Muốn cây rau phát triển tốt nhất thì ba yếu tố quan trọng nhất là nước, dinh dưỡng và giống. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu là làm giá thể và cho giống vào. Cho giống vào thì sau 3 ngày nó sẽ lên mầm, và sau 15 đến 20 ngày là cây sẽ bắt đầu sinh trưởng. Và khi đó là mình cũng đã bắt đầu có thể cho lên giàn được rồi. Khi mình cho lên giàn ấy thì cái đặc biệt của mô hình thủy canh này là nước sẽ được tưới tự động từ máy bơm lên và không cần đến bàn tay của con người chăm sóc. Mình chỉ cần để ý là xem là nước nó có bị tắc hay là bị rơi ống ra hay không thôi. Và mô hình này là nó sẽ giảm đến 80% chi phí nhân công. Đặc biệt là mô hình thủy canh này thì bên em sẽ không dùng chất bảo vệ thực vật, cũng không dùng thuốc trừ sâu hay tất cả các loại chất hóa học nào, nên sản lượng ra sẽ rất là tốt, và đặc biệt là tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Với những kỹ thuật đã nắm vững, hiện tại anh Đạt đã trồng đa dạng các loại rau như xà lách xoăn, xà lách tím, xà lách mỡ, cải bó xôi, cải ngọt. Đây là những loại rau hợp với thủy canh hữu cơ an toàn. Mỗi loại rau từ lúc gieo hạt đến lúc thu hoạch khoảng từ 30 đến 45 ngày. Do chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, nên các sản phẩm của anh được khách hàng ưa chuộng. Các sản phẩm rau sạch được các siêu thị trên địa bàn thành phố đặt hàng, do diện tích trồng rau ít nên số lượng bán ra không cung cấp đủ nhu cầu của khách hàng.
Hiện nay mỗi tháng, mô hình rau sạch của anh xuất bán ra thị trường khoảng 30kg rau các loại, với giá bán hiện nay trung bình từ 30.000 đến 45.000 đồng trên 1kg. Sau một năm thực hiện, mô hình cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Từ những thành công ban đầu, hiện nay anh đã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất mô hình, đầu tư kinh phí làm hai nhà lưới với diện tích 2.000 m2 để trồng cây dưa lưới, dưa chuột và rau xanh các loại để đủ sản phẩm cung cấp cho thị trường, đặc biệt là xây dựng sản phẩm rau xanh các loại đạt chuẩn OCOP. Mô hình trồng rau thủy canh của chàng trai trẻ Phạm Tiến Đạt đang đi đúng hướng trong sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp. Đây là mô hình lý tưởng cho nông dân trên địa bàn huyện học hỏi, nhất là đối với nông dân có ít đất canh tác. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.